Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc. Mưa lũ đã khiến 3 người chết và 2 người mất tích. Sierra Leone đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc sau các cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 15 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2022, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2, thời tiết khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa to, lượng mưa có nơi trên 300 mm. Mưa lớn đã khiến 3 người chết và 2 người mất tích, 121 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và các tài sản khác. Tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và ảnh hưởng là 1.057 ha. Nhiều tuyến đường bị sạt lở và ngập úng. Để chủ động ứng phó và khắc phục mưa bão, các địa phương đã triển khai các biện pháp kịp thời với phương châm 4 tại chỗ. Mưa lớn liên tục trên địa bàn huyện Lạc Thủy mấy ngày vừa qua đã làm mực nước ở các ao hồ, sông suối dâng cao. Nhiều khu vực ngầm, đập tràn, nước lũ chảy xiết. Ngày 11 tháng 8, huyện Lạc Thủy đã có 3 người chết và mất tích, trong đó 2 người ở xã Đồng Tâm là hai vợ chồng bị nước cuốn trôi khi đi làm. Hiện đã tìm thấy thi thể của người vợ. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trường hợp thứ 3 là một cháu bé 4 tuổi ở xã Phú Nghĩa bị đuối nước tại khu vực trang trại của gia đình. Thi thể cháu bé cũng đã được tìm thấy ngay sau đó, cách khu vực bị nạn khoảng 100 mét. Ngày 12 tháng 8, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bị nạn, hỗ trợ mỗi gia đình 25 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lạc Thủy đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, động viên các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mất tích, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ. Tôi là lực lượng cứu hộ cứu nạn thì cũng đã triển khai tổ chức lực lượng ứng trực là trên các địa bàn. Thế rồi là lực lượng của xã gồm có dân quân, lực lượng công an, thế rồi là thôn. Hôm qua đã kịp thời là ứng trực và tổ chức tìm kiếm là từ ngày 12 giờ 30 ngày hôm qua và đến đêm ngày hôm qua, kể cả đêm hôm qua cũng đi tuần thì cũng chưa tìm thấy thi thể của anh Hướng. Từ chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của huyện, thì nhất là đồng chí chủ tịch vừa kiểm tra, đã giao nhiệm vụ chúng tôi sẽ quyết tâm các lực lượng sẽ ngày đêm sẽ tìm, cố gắng là tìm thi thể của anh Hướng càng sớm càng tốt. Hiện trên địa bàn huyện Lạc Thủy vẫn có mưa, mực nước dâng cao, chảy xiết, nhất là các khu vực vùng trũng, thấp. Các cơ quan chức năng địa phương đã đặt biển cảnh báo, ứng trực và điều tiết giao thông tại các khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão này, nên trên địa bàn thành phố Hòa Bình từ ngày 10 tháng 8 đến 12 tháng 8 liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập úng và thiệt hại về nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ tối ngày 10 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 180 mm. Đặc biệt, thành phố Hòa Bình ghi nhận mưa rất to, trong đó khu vực các phường trung tâm có thời điểm lượng mưa đạt 190 mm. Mưa liên tục kéo dài trong nhiều giờ đã gây ngập úng cho hơn 10 hectare lúa tại cánh đồng Rõng thuộc tổ 1 phường Quỳnh Lâm và hơn 80 hectare lúa tại phường Dân Chủ. Một số tuyến đường liên tổ cũng bị ngập sâu trong nước, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân. Tình hình là các khu vực điểm sạt lở thì cũng cơ bản là ổn định, cũng không có biến động về đất. Ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo cho lực lượng dân quân là ứng trực các điểm về ngập úng cũng như là về trăng dây để hạn chế người dân qua đi lại. Nhất là khu vực vào tổ dân phố số 1, đường nội đồng thì cũng được thực hiện tốt và cơ bản thì ổn định về con người tài sản của nhân dân. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã ban hành công điện và văn bản chỉ đạo các phường xã đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão,
đồng thời yêu cầu triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt chia cắt, không để người và phương tiện qua lại khi nước lũ lên cao. Đến nay, mưa lũ trên địa bàn thành phố đã gây ngập úng, làm thiệt hại hơn 175 ha lúa và hoa màu. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình cũng chỉ đạo các đơn vị mở 3 cửa xả tại trạm bơm tiêu úng cho thành phố tại trạm bơm đê Quỳnh Lâm. Bên cạnh đó, dù các khu vực bị ngập úng, nước lũ vẫn chưa rút cạn, nhiều người dân vẫn chủ quan lơ là đi qua những đoạn đường nước dâng cao, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hiện nay, là Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố đã có lệnh là bơm tiêu úng tại trạm bơm Ngom, xã Thịnh Minh và trạm bơm Rạch Mới, xã Hợp Thành đang khẩn trương dùng các cái biện pháp để cứu lúa kịp thời, tuyên truyền vận động trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của không những là ở Ủy ban Nhân dân thành phố mà tất cả các cấp, các ngành và các người dân lân cận để vận động bà con là phải quan tâm, chú trọng vào công tác phòng chống thiên tai. Dù lượng mưa đã giảm nhưng nước lũ vẫn chưa rút cạn tại nhiều nơi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hòa Bình khuyến cáo chính quyền các phường xã và người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần nêu cao ý thức cảnh giác về các tình huống nguy hiểm, bất ngờ có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ngày 12 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Phạm Đức Luận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Hòa Bình. Đoàn đã đi kiểm tra một số điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Hòa Bình do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2 gây mưa lớn từ ngày 10 tháng 8, khu vực đổ thải nhà máy thủy điện Hòa Bình và một số điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Hòa Bình tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp về phòng chống thiên tai, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có tình huống xảy ra. Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Vì vậy, tỉnh Hòa Bình cần phải chủ động các biện pháp di dời người dân đến nơi an toàn. Tiếp tục dự báo trong thời gian tới, ngày nay, ngày mai lại tiếp tục có mưa lớn. Và đặc biệt là trên cái khu vực Hòa Bình này thì trong thời gian vừa qua đã có mưa nhiều. Thì một trong những giải pháp trước mắt là phải tỉnh cần là chỉ đạo các cái chính quyền địa phương tổ chức là phân luồng giao thông, rồi là canh gác ở các cái ngầm tràn, rồi là cảnh báo cho bà con là tuyệt đối không đi qua các cái ngầm tràn đang có nước chảy xiết để tránh đáng tiếc xảy ra. Cái thứ hai là trông giữ trẻ để tránh trẻ em bị đuối nước, nó không đáng tiếc. Cái thứ ba là bây giờ hiện nay là thời gian qua mưa lớn rồi thì cái nguy cơ cao về xảy ra sạt lở đất lũ quét là rất cao, rất hiện hữu. Thì đề nghị là rà soát lại những cái khu vực mà có cái nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét ấy, để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Chứ nếu mà để tiếp tục mưa lớn như ngày hôm qua mưa hơn 300 mm rồi mà tiếp tục mưa nữa thì cái nguy cơ rất là lớn. Ở Hòa Bình thì đã xảy ra những cái vụ sạt lở đất mà thiệt hại rất là nặng nề như là Tân Lạc năm 2017. Kiểm tra khu vực đổ thải nhà máy thủy điện Hòa Bình, đoàn công tác cũng lưu ý đến việc do mưa lớn nên khu vực này đã bị sạt lở tại một số điểm gây mất an toàn, đặc biệt là dưới khu vực này có các hộ dân sinh sống nên tỉnh Hòa Bình cần có biện pháp khắc phục ngay. Đồng thời đề nghị tỉnh Hòa Bình cần tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo đến người dân khi xảy ra thiên tai, các địa phương cần phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ để ứng cứu kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trước tình hình mưa lũ ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 Mulan trong những ngày tới, Ủy ban dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 5 ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng phó với bão số 2 Mulan. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin cảnh báo của các cơ quan chuyên môn về mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và nhân dân để tích cực triển khai các biện pháp phòng tránh, bố trí lực lượng xung kích rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức di dời, sơ tán người dân.
triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết và mất tích, tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét tờ trình kết luận kiểm tra quan trọng. Ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, năm học 2021-2022 tiếp tục là năm học vượt khó của toàn ngành giáo dục trong cả nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường và học trực tuyến, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn. Dù vậy, toàn ngành giáo dục đã tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo. Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành các địa phương tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện đánh giá thực chất công tác dạy và học để phát triển toàn diện, đức trí thể mỹ, đổi mới quản lý nhà nước, huy động cả cộng đồng tham gia vào xây dựng văn hóa, dân chủ trong trường học, nhất là từ bậc phổ thông. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát đánh giá thực chất các tiêu chuẩn như trường đạt chuẩn quốc gia, chủ động ứng phó với thiên tai dịch bệnh, đẩy mạnh giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là hiện tượng giáo viên bỏ việc đã xảy ra, vấn đề dạy thêm học thêm, sách giáo khoa, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Ngày 12 tháng 8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Tính đến ngày 11 tháng 8, cả nước có trên 16.400 doanh nghiệp với 1 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ, với tổng số tiền là 728,5 tỷ đồng, đạt 11,23% so với dự kiến. Trong đó, hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp là 676,7 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động là hơn 51,8 tỷ đồng. Cả nước vẫn còn 4 tỉnh chưa giải ngân được. Nguyên nhân việc giải ngân chậm là do một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong việc triển khai chính sách. Việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách còn chậm, người sử dụng lao động lập và gửi hồ sơ đề nghị muộn. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp, phần đầu đến hết tháng 8 sẽ giải ngân hoàn thành nguồn vốn hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tính đến ngày 11 tháng 8, tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của 20 doanh nghiệp. Tổng số trên 1.900 lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí là 2,5 tỷ đồng. Trong đó, 17 doanh nghiệp đã tiến hành chi trả cho trên 1.500 người lao động với tổng kinh phí là 2,1 tỷ đồng. 3 doanh nghiệp còn lại đang tiến hành chi trả cho người lao động. Tỷ lệ giải ngân đạt 82%. Tỉnh Hòa Bình phấn đấu sẽ hoàn thành việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Ngày 12 tháng 8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Đà Bắc cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ, có tinh thần dám nghĩ, dám làm. Các cấp ủy chính quyền đổi mới tư duy, lựa chọn những vấn đề mới, lĩnh vực đột phá, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn của huyện về nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch. Bên cạnh đó, quan tâm đến đời sống người dân, nhất là người dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra 3 vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội huyện Đà Bắc, đó là gần thành phố Hòa Bình có nguồn tài nguyên đất đai, 11 trên 17 xã nằm tiếp giáp vùng lòng hồ. Đây là những lợi thế tạo sự phát triển bền vững trên địa bàn.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Đà Bắc trong việc tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Để khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm. Tôi đánh giá rất là cao cái sự băn khoăn, cái sự lo lắng, cái sự chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo huyện đối với những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, cũng như là trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng đảng trên địa bàn của huyện ấy, thì các đồng chí quan tâm giúp cho tôi mấy cái việc. Một là tiếp tục quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trong công tác đào tạo bồi dưỡng luân chuyển cán bộ để có một đội ngũ cán bộ kế tiếp cho nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới này rồi. Hai là quan tâm đến công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Đà Bắc, đặc biệt là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Đà Bắc. Những đóng góp của nhân dân huyện Đà Bắc trong việc di rời nhà cửa, ruộng vườn để nhường đất xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình trước đây. Đến nay, thu nhập bình quân ước đạt 23,58 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%, có 4 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn khá cao, chiếm 41,56%. Để tạo nền tảng cho sự phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Đà Bắc cần sớm hoàn thành quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các phân khu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng đưa vào quy hoạch tỉnh, là cơ sở thu hút các dự án đến đầu tư. Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với chủ trương của Huyện ủy Đà Bắc xác định giao thông là khâu đột phá, có vai trò quan trọng, đi trước, mở đường cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tôi cũng đồng tình, các đồng chí chọn giao thông là một trong những mũi chọn là đột phá của huyện. Để tiếp tục xác định để mà triển khai cái nhiệm vụ xây dựng cái hệ thống kết cấu kinh tế xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông. Đối với huyện đó là hệ thống giao thông nông thôn, liên thôn, liên bản, liên xã. Thì đây là cái yếu tố vì chúng ta địa bàn chia cắt. Nếu mà giao thông không phát triển thì rất là khó để lưu thông, để cho người dân đi lại cho thuận lợi. Còn đối với các cái dự án trọng điểm của tỉnh thì anh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực đã nói rồi. Một là cái cao tốc Hòa Bình, Mộc Châu. Thì cái này vốn đã ghi rồi. Thứ hai là các đồng chí phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc xây dựng và giải phóng mặt bằng và triển khai thi công cái đường liên kết vùng nối với Thanh Sơn, Phú Thọ. Thứ ba là cái cải cách thủ tục hành chính. Cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Cái này không những yêu cầu đối với Đà Bắc mà phải yêu cầu đối với cả tỉnh. Cái thứ tư là quan tâm để thu hút đầu tư phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Đây là một trong cái lợi thế của Đà Bắc để mà chúng ta phát triển cái du lịch xanh, cái du lịch cộng đồng. Thì tôi nói với đồng chí là ít nhất mỗi về xã phải chọn để xây dựng một cái khu du lịch cộng đồng, chọn một cái thôn, một cái bản nào đấy đặc sắc nhất để mà chúng ta xây dựng. Thì muốn xây dựng như vậy là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước phải đầu tư hướng dẫn đào tạo bà con để làm sao làm du lịch thì nó làm thế nào, nhà cửa ra làm sao, chăn màn thế nào, vệ sinh ra sao, món ăn thế nào, đảm bảo vệ sinh thực phẩm thế nào. Thế tôi nói ví dụ như thế thì phải cầm tay chỉ việc để xây dựng, để hỗ trợ người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Đà Bắc quan tâm sắp xếp lại dân cư, đặc biệt là những địa bàn nguy cơ cao về sạt lở đất, quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Đối với kiến nghị đề xuất của huyện Đà Bắc về đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu Sơn La, khắc phục sai lệch trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo quyết định 672 của Chính phủ, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn huyện, sớm phê duyệt điều chỉnh cụm công nghiệp xã Tú Lý và chỉ đạo nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút đầu tư trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành xem xét giải quyết, giúp huyện Đà Bắc phát triển đột phá trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 10 khóa 17,
nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét tờ trình kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở tờ trình, các đại biểu đã tập trung xem xét những khuyết điểm vi phạm, thực hiện các quy trình đối với tổ chức cá nhân để có những hình thức kỷ luật cụ thể, đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thảo luận cho ý kiến vào tờ trình kết luận giám sát chuyên đề đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch số 256 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 50 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Tờ trình kết luận giám sát chuyên đề việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 24 ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh quy hoạch, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình. Ngày 12 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các trình tự thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và chi nhánh các huyện, thành phố đã tiếp nhận trên 135.000 hồ sơ đăng ký đất đai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2020 đã giải quyết trên 39.700 hồ sơ trong hạn và trước thời hạn, 109 hồ sơ giải quyết quá hạn. Năm 2021 đã giải quyết trên 52.800 hồ sơ trong hạn và trước hạn, 1.258 hồ sơ quá hạn. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, đã giải quyết trong hạn và trước hạn là trên 26.100 hồ sơ, có 135 hồ sơ quá hạn. Tổng số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết là hơn 10.000 hồ sơ. Tại hội nghị, đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ giải pháp của ngành trước những hạn chế yếu kém trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức đối với những hồ sơ xử lý quá hạn và những sai sót trong thực hiện các dự án về đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, giải pháp đối với công tác cán bộ, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ làm thủ tục hành chính về đất đai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng làm tốt công tác phối hợp nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ liên quan đến thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh. Ngày 11 tháng 8, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2022 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2022 chủ trì hội nghị. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Hòa Bình có 9.283 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả toàn tỉnh có 9.213 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 99,37%. Về điểm trung bình tất cả các môn thi, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 33 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 29 bậc so với năm 2021. Tại hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã đánh giá, công tác tổ chức kỳ thi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các ban ngành đoàn thể chính quyền các cấp. Tại các điểm thi trong toàn tỉnh, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và phương án tổ chức kỳ thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định và quy chế thi. Tuy nhiên, do sức học của học sinh chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh nên một số nơi điểm thi vẫn còn chưa cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác phối hợp để tổ chức kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp.
Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh, chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc trong công tác tổ chức coi thi, chấm thi. Kết quả này đã tạo điểm nhấn nổi bật trong bức tranh giáo dục hòa bình năm học 2021-2022, tạo đà thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo, đồng thời sẽ là cơ sở quan trọng để ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục bám sát định hướng phát triển, phấn đấu nâng cao vị thế của ngành trong giai đoạn mới. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 11 tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tổ chức công bố quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng phòng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh từ ngày 25 tháng 7 năm 2022, có thời hạn 5 năm. Trao quyết định và chúc mừng, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn ở cương vị công tác mới, tân Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, nhanh chóng tiếp cận công việc của ngành, tiếp tục tạo sự đoàn kết thống nhất, cùng cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể bảo hiểm xã hội vững mạnh, đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ban lãnh đạo của Sierra Leone đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc sau các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ mà họ cho rằng đã khiến một số người chết, bao gồm cả lực lượng an ninh. Giờ giới nghiêm bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ địa phương trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực. Video trên mạng xã hội cho thấy đám đông biểu tình và các đống lốp xe đang cháy ở phía đông Freetown. Phó Tổng thống Mohamed Zude Diallo cho biết trong một bài phát biểu trên video rằng những cá nhân vô đạo đức đã tham gia vào một cuộc biểu tình bạo lực và trái phép dẫn đến thiệt hại về tính mạng của những người Sierra Leone vô tội, bao gồm cả nhân viên an ninh. Không cho biết có bao nhiêu người đã bị giết hại, ông chỉ khẳng định chính phủ tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và lực lượng an ninh đã được ủy quyền để thực thi đầy đủ chỉ thị này. Theo Ngân hàng Thế giới, sự thất vọng lâu dài đối với chính phủ trong một thời gian càng trở nên trầm trọng hơn do giá hàng hóa cơ bản tăng cao ở quốc gia Tây Phi, nơi hơn một nửa dân số khoảng 8 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Theo Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, nước này có kế hoạch thiết lập mạng di động và hệ thống an ninh mạng tiên tiến nhất thế giới như một phần của việc đạt được sự đổi mới kỹ thuật số toàn diện. Tại một diễn đàn về chính sách đổi mới công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đã giải thích các kế hoạch R&D phối hợp với khu vực tư nhân. Họ đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ 5G cho các khu vực nông thôn xa xôi nhất vào năm 2024 và khởi động mạng 6G thí điểm vào năm 2026. Ngoài ra, sẽ có hỗ trợ toàn diện cho nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm chất bán dẫn, vật liệu tiên tiến và trí tuệ nhân tạo AI, là một phần của dự án được gọi là dự án R&D siêu khoảng cách. Quốc gia này sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu có thể tạo ra các kết quả hữu hình trong vòng 5 đến 7 năm. Mỹ vừa giúp Mexico khôi phục hiện vật thế kỷ 17 thiêng liêng đã bị đánh cắp 20 năm trước từ một nhà thờ ở miền nam đất nước. Tượng thánh Antonio de Padua được tạc từ gỗ nguyên khối được sơn và mạ vàng. Tác phẩm điêu khắc này đã được một nhà sưu tập người Mỹ quản lý. Người này đã tặng bộ sưu tập của mình cho bảo tàng San Angelo sau khi qua đời. Tác phẩm này không có tài liệu xác thực sự sở hữu của nó, nên bảo tàng đã báo cáo vụ việc cho FBI. Sau đó, tác phẩm đã được đưa vào cơ sở dữ liệu nghệ thuật bị đánh cắp của Interpol. Văn phòng FBI tại Dallas đã liên hệ với bảo tàng ở San Angelo, trình bày thông tin và bằng chứng cho thấy nó đã bị đánh cắp ở Mexico 20 năm trước. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.